10 ngôi sao bóng đá ở Olympic Paris 2024. Huấn luyện viên chủ nhà Thierry Henry, huyền thoại Brazil Marta và nhà đương kim vô địch World Cup Copa America Julian Alvarez là những cái tên nổi tiếng nhất ở môn bóng đá Olympic 2024. Huấn luyện viên Thierry Henry, Pháp, được giao sứ mệnh dẫn dắt đội tuyển chủ nhà giành huy chương vàng bóng đá nam lần đầu tiên kể từ Olympic 1984. Danh thủ Pháp sẽ đồng hành cùng một trợ lý tên tuổi khác, cựu hậu vệ Gaël Clichy. Huyền thoại sinh năm 1977 là tiền đạo lừng danh một thời của đội tuyển Pháp và Arsenal, từng vô địch World Cup 1998 và Euro 2000. Tuy nhiên, anh chưa có nhiều dấu ấn trong sự nghiệp cầm quân. Ngoài hai giai đoạn làm trợ lý huấn luyện viên tuyển Bỉ 2016-2017 và 2021-2022, tháng 8 năm 2023, Henry bắt đầu dẫn dắt U21 Pháp chuẩn bị cho tham vọng giành HC vàng bóng đá Olympic trên sân nhà. Alexandre Lacazette, Pháp, sẽ là cái tên quan trọng trong lối chơi của Henry. Tiền đạo 33 tuổi từng ghi 182 bàn cho Lyon và 71 bàn cho Arsenal, sẽ dẫn dắt hàng công cùng Michael Olise, cầu thủ vừa chuyển từ Crystal Palace sang Bayern. Hai cầu thủ quá tuổi khác của Pháp là trung vệ Loïc Bay, Sevilla, 34 tuổi và tiền đạo Jean-Philippe Mateta, Crystal Palace, 27 tuổi. Pháp nằm ở bảng A, sẽ lần lượt gặp Mỹ, Guinea và New Zealand. Huấn luyện viên Javier Mascherano, Argentina, đang có cơ hội trở thành người đầu tiên giành HC vàng bóng đá nam Olympic. Với tư cách cầu thủ lẫn huấn luyện viên, cựu cầu thủ Liverpool và Barcelona nằm trong đội hình giành huy chương vàng Athens 2004 và Bắc Kinh 2008 cùng Messi và Di Maria. Argentina có đội hình được đánh giá khá đồng đều. Tiếc nuối duy nhất của Mascherano là không thể thuyết phục bạn đồng niên Messi tham dự. Julian Alvarez, Argentina, là cầu thủ còn thi đấu nổi tiếng nhất ở Paris hè này. Anh là một trong ba cầu thủ quá tuổi của đội tuyển, cùng trung vệ Nicolas Otamendi, 36, và thủ môn Jeromino Rulli, 33. Tiền đạo Man City sinh năm 2000 nằm trong đội hình Argentina vô địch Copa America 2021, 2024 và World Cup 2022. Alvarez được kỳ vọng dẫn dắt đội hướng đến HC vàng Olympic thứ 3 sau 2004 và 2008, để sang bằng kỷ lục của Hungary và đội tuyển khối Liên hiệp Anh. Argentina nằm ở bảng B, sẽ lần lượt gặp Morocco, Iraq và Ukraine. Achraf Hakimi, Morocco, không còn xa lạ với các sân vận động ở Pháp khi thi đấu cho PSG từ năm 2021. Hậu vệ phải 25 tuổi quyết tâm đưa Morocco đến trận chung kết sau khi cùng đội tuyển quốc gia trở thành đại diện châu Phi đầu tiên vào bán kết World Cup tại Qatar năm ngoái. Morocco còn một số gương mặt nổi bật khác như tiền đạo Elis Benseger, Monaco và Ilias Akhomas, Villarreal. Đội nằm ở bảng B sẽ lần lượt gặp Argentina, Ukraine và Iraq. Môn bóng đá nam còn có nhiều cầu thủ nổi có tiếng khác như tiền đạo Amen Hussein của Iraq, Eldor Somudo, Uzbekistan, Michael Olise, Pháp, tiền vệ Naby Keita, Guinea, Alex Bana, Tây Ban Nha, hay Nicolas Otamendi, Argentina. Marta, Brazil, là cầu thủ nữ vĩ đại nhất, với 6 lần đoạt giải cầu thủ xuất sắc nhất năm của FIFA. Với 17 bàn, tiền đạo 38 tuổi đang giữ kỷ lục ghi nhiều bàn nhất ở cả World Cup nam và nữ. Tuy nhiên, cô chưa giành được danh hiệu lớn nào khi thua ở chung kết Olympic 2004 và 2008, cũng như World Cup 2007. Marta khao khát cùng Brazil đoạt huy chương vàng Paris năm nay, trước khi chính thức giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế. Cô đang là nữ cầu thủ nhiều tuổi nhất khi sinh ngày 19 tháng 2 năm 1986, xếp sau Rachel Nachula của Zambia, sinh ngày 14 tháng 1 năm 1986. Brazil nằm ở bảng C, lần lượt gặp Nigeria, Nhật Bản và đương kim vô địch World Cup Tây Ban Nha. Enata Bomati, Tây Ban Nha, là chủ nhân quả bóng vàng 2023, cũng là cầu thủ hay nhất World Cup nữ 2023. Cô còn là ngôi sao của Barca vô địch Champions League nữ hai mùa liền 2023 và 2024.
Mục tiêu của tiền vệ sinh năm 1998 là giúp Tây Ban Nha có huy chương vàng Olympic bóng đá nữ đầu tiên. Tây Ban Nha đang thống trị bóng đá từ khoảng một năm qua khi vô địch World Cup nữ 2023, Euro 2024 và cả UEFA Champions League nam và nữ. Cơ hội giành huy chương vàng Olympic cũng được đánh giá cao khi đội gần như giữ nguyên bộ khung đăng quang tại Australia và New Zealand năm trước. Với 15 cái tên, Sanma Paralule, Tây Ban Nha, là cầu thủ trẻ hay nhất World Cup nữ 2023. Trước đó, Paralule đã vô địch U17 và U20 World Cup. Tiền đạo cánh sinh năm 2003 nổi bật nhờ tốc độ, khi từng là vận động viên điền kinh, trước khi chuyển sang bóng đá. Năm 2019, Paralule giành HC vàng chạy vượt rào 400m và tiếp sức hỗn hợp tại Festival Olympic trẻ châu Âu. Linda Caicedo, Colombia, được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của bóng đá nữ thế giới. Cô gái sinh năm 2005 gây ấn tượng với khả năng đi bóng kỹ thuật và dứt điểm tốt, với 2 bàn, giúp Colombia vào tứ kết World Cup nữ 2023. Hành trình đến với bóng đá của Caicedo phải trải qua chiến thắng bệnh tật. Khi 15 tuổi, cô được chẩn đoán mắc ung thư buồng trứng và phải phẫu thuật, rồi hóa trị. Vì vậy, tiền đạo Colombia được coi là nguồn cảm hứng, người hùng chiến thắng bệnh tật trong thể thao. Colombia nằm ở bảng A, lần lượt gặp chủ nhà Pháp, đương kim vô địch Canada và New Zealand. Lindsay Horan, Mỹ, đang là đội trưởng đội tuyển từng 4 lần giành huy chương vàng Olympic năm 1996, 2004, 2008 và 2012. Mỹ cũng giành thêm huy chương bạc 2000, huy chương đồng 2020 và chỉ duy nhất đứng ngoài top 4 năm 2016. Tiền vệ đa năng 30 tuổi sẽ cùng Rose Lavelle và Crystal Dung dẫn dắt thế hệ đàn em, gồm nhiều tài năng như Trinity Rodman, Sophia Smith. Mỹ đang quyết tâm khôi phục lại vị thế khi lần đầu tiên không nằm trong top 3 World Cup nữ, thậm chí bị loại từ vòng 1/8 kỳ 2023. Mỹ nằm ở bảng B, lần lượt gặp Zambia, Đức và Australia. Môn bóng đá nữ Olympic 2024 còn nhiều cầu thủ nổi tiếng khác như quả bóng vàng 2022 Alexia Putel, ảnh, Jenny Hermoso, Olga Carmona, Tây Ban Nha, tiền đạo Alexandra Pop, Đức, Rachel Fundangini, Zambia, Ali Riley, New Zealand, Le Sommer, Amadine Henry, Wendy Renard, Pháp. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.